Chiều ngày 9 tháng 8, nhiều người dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã chen nhau lên cây cầu Hà Ra trên đường 2 tháng 4 để câu cá đối. Điều thú vị là mồi câu ở đây chỉ toàn bằng bột mì. Với lọ đựng bột mì mang theo, người câu múc bột cho vào cái chai nhựa đã cắt ngang phần đầu, sau đó lắc chai cho đều và thả xuống sông. Nhờ chai nhựa đã cột sẵn hai phao nhỏ ở hai đầu, nên khi thả xuống, chai nhựa nằm ngang với mặt nước. Cá đối theo dòng chảy khi thấy bột mì liền chui vào chai và bị dính mồi. Cá đối bị dính câu với đủ kích cỡ tùy theo chai lớn nhỏ. Có người vừa thả chai xuống chỉ vài giây sau là dính cá. Cá dính câu liên tục nên khu vực này luôn nhộn nhịp. Được biết đây là cách câu cá đối độc đáo mà người dân Nha Trang lan truyền cho nhau. Cứ vào tháng 8 mỗi năm, khi từng đàn cá đối bơi ngược dòng con sông cái để ra biển, thì cũng là lúc nhiều người dân kéo ra cầu Hà Ra dùng bột mì để câu cá đối.